California Hồng Tứ đoàn trọng xin thân ái gửi lời chào đến quý vị cùng với chúng tôi qua thế giới chuyển động Good Morning Hồng Tứ. Gửi lời chào buổi sáng đến anh đoàn trọng và xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang cùng theo dõi chương trình Thế giới chuyển động được phát hình trên hệ thống của đài truyền hình SET thứ hai đến thứ sáu khung giờ 7 giờ đến 8 giờ sáng là giờ trực tiếp của chúng ta. Bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì mình cũng sẽ vào với phần dự báo thời tiết cho các thành phố ở ngay tại miền Nam California. Ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất vào khoảng 70 độ F và nhiệt độ thấp nhất là 51 độ F. Trời có nhiều mây và riêng ở Bắc California thì các thành phố chúng ta sẽ thấy nhiệt độ ngày hôm nay bắt đầu tăng cao lên 80 độ F tức là 27 độ C và thấp nhất là 48 độ F tức là 9 độ C. Ngày nắng và đêm có mây rải rác. Kính thưa quý vị, sáng nay thì Thế giới truyền động chúng tôi chào đón quý các thính giả từ khắp nơi trên thế giới cũng giống như tại Hoa Kỳ và đặc biệt chúng ta chờ đón một trong những sự kiện quan trọng nhất của những người dân Hoa Kỳ đó là chức vụ tổng thống cũng giống như tất cả các vị dân cử qua kỳ bầu cử sơ bộ đầu tiên vào ngày 3 tháng 3 vừa qua. Việc trước tiên chúng tôi, đặc biệt là với Hồng Tứ, sẽ gửi đến quý vị tất cả những dự kiện quan trọng liên quan đến cuộc bầu cử tại tiểu bang California cũng giống như trên toàn quốc về chức vụ ứng cử viên đại diện cho đảng dân chủ như chúng tôi đã tường trình với quý vị trong những ngày trước đây, 14 tiểu bang tại Hoa Kỳ hôm qua đã tham dự cuộc bầu cử sơ bộ. Và một trong những cái sự kiện mà chúng ta chú ý nhiều nhất, kính thưa quý vị, đó là ứng cử viên đại diện cho đảng Dân Chủ có thể nói rằng giữa hai nhân vật kỳ cụ nhất, một người thì 78 tuổi, một người 77 tuổi, một người là từng là phó tổng thống của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ và một người là từng là thượng nghị sĩ của tiểu bang Vermont, một trong những vị thượng nghị sĩ độc lập và đây là một trong những cái chiều hướng chính trị mới tại hoa kỳ hồng tứ đầu tiên thì xem xét lại tất cả những dự kiện liên tục diễn ra kể từ khi sau cuộc bầu cử sơ bộ tại tiểu bang south carolina mà yeah. ông joe biden đã lần đầu tiên giành chiến thắng thế bây giờ ngày hôm qua đặc biệt nhất là tiểu tại california thì như thế nào Thưa quý vị, tại California thì ông Bernie Sanders đã giành chiến thắng riêng tại tiểu bang này. Tuy nhiên nói về tổng số chung thì hiện tại ông Joe Biden đang dẫn đầu bảng với tổng số cử tri đoàn là 382, trong khi đó ông Bernie Sanders có về cho mình là 321 số cử tri đoàn. Và ông Joe Biden thì ông đã chiến thắng rất là quan trọng ở các tiểu bang gồm có Virginia, Alabama, Oklahoma, Tennessee, Minnesota, Kansas, Massachusetts và North Carolina. Trong khi đó, thì Thượng nghị sĩ Bernie Sanders thì về nhất tại các bang trong đó có Vermont, Utah, Colorado và California. Kính thưa quý vị, đó là kết quả mà Hồng Tứ vừa mới gửi đến quý vị trong ngày mà chúng tôi hay gọi là Super Tuesday điều mà chúng ta nói rằng 14 tiểu bang vừa qua đã chọn lựa hai khinh hướng mới cho một cái xu thế chính trị bây giờ Hồng Tứ yeah. nhìn xem tất cả những tiểu bang vừa qua thì chúng Hồng Tứ chắc lại sẽ nhận định được một cái sự kiện mà không ai có thể chối cãi được đó là tất cả những thế hệ trẻ của tại uh -huh. tiểu bang California cộng thêm với tất cả những người Hispanic họ đã dành tất cả những cái ưu tiên của họ cho một vị gọi là đưa ra một cái đường lối mới xã hội và yeah. một cái đường lối ông ta đã nói rằng nếu chúng ta chọn một người mà không có những đường lối mới, không có những sự thay đổi trong chiều hướng chính trị của Hoa Kỳ thì không thể đánh bại Tổng thống Donald Trump bây giờ. Điều đó cho thấy người dân California hiện nay đang chọn khuyên hướng của ông Bernie Sanders. Yeah. Nhưng bên cạnh đó thì ông vẫn còn chiến thắng ở một tiểu bang cũng rất là quan trọng đó là Colorado. Uh -huh. Colorado là một trong những tiểu bang mà có thể nói chiều hướng tiếp nhận tất cả các khuyên hướng mới cấp tiến rất nhiều. Dạ. Yeah thì có thể nói sau cái kết quả bầu cử mà hồng tứ vừa đưa ra thì kết quả của ông joe biden hiện nay đã đảo ngược vị trí của ông uh, bernie Sanders nằm ở vị trí thứ nhất với những cái tiểu bang mà có thể nói thuần túy chịu thấp thụ với cái đường lối trung hòa của đảng dân chủ nhưng yeah. có hai cái tiểu bang mà chúng ta bắt đầu chú ý và có thể nói toàn bộ thành viên của đảng cộng hòa cũng quan tâm đến đó là tiểu bang oklahoma và tiểu bang arizona yeah. Con số cử tri của đảng Dân Chủ ở bãi Oklahoma đã đi bầu gất hơn 500.000 người wow. và đồng giá hơn 500.000 cử tri và đồng thời ở Arizona là lần đầu tiên có thể nói là đảng Dân Chủ đã tham dự rất nhiều. Hai cái sự kiện này sẽ làm chống mặt đảng Cộng Hòa vì nếu mà không có những cái tình thế ổn định bây giờ thì lẽ dĩ nhiên những khinh hướng của những người trẻ và những người Hispanic họ lớn lên và họ tham dự với các cả cuộc bỏ phiếu thì có thể nói đảng Cộng Hòa có thể khi vào ngày bầu cử tổng thống tới đây sẽ tranh đua gay go với đảng dân chủ ở hai tiểu bang Arizona và Oklahoma, đó là thành trì của đảng Cộng hòa. Yeah. Tất cả những cái cuộc bầu cử mà chúng ta thấy vừa qua thì chúng ta hy vọng rằng là người dân Hoa Kỳ sẽ có một cái đường hướng khuyên hước mới. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng những người trẻ có thể đảo lộn được tất cả những cái tình hình và những người Hispanic sẽ đảo lộn được tất cả những cái tình hình mà đại diện nhất là ông uh, Bernie Sanders. Mm -hmm. Thế thì Hồng Tứ nghĩ rằng à, ngày 17 tới đây cũng giống như ngày 14 tới đây khuyên hướng liệu ông Bernie Sanders có chiến thắng được hay không, lật ngược lại được thế cờ hay không. Nếu như mà nói thì số phiếu hiện giờ của hai người cũng đang rất là sát sao thưa quý vị. Và riêng về ngày 17 thì trước ngày 17 thì họ cũng sẽ có ngày 14 cho những tiểu bang nhỏ. Nhưng mà ngày 17 đánh dấu rất là nhiều, nhiều tiểu bang quan trọng giống như anh Đoàn Trọng vừa chia sẻ cho quý vị coi gồm có là Florida, có 219 cử tri đoàn và Illinois thì cũng có 155, Ohio cũng có 136. Những tiểu bang này có lẽ sẽ là một trong những dấu mốc rất quan trọng để mà quyết định xem một trong hai người. Tại vì hiện giờ chỉ có số phiếu giữa hai người này là cao nhất. Còn giữa ông Mike Bloomberg thì mình nhắc chút xíu về ông Mike Bloomberg thì giờ chỉ có 9 mà thôi. Đúng. Dạ. Đến bây giờ thì chúng ta không thể có thể nói rằng ông Plumber, Mike Bloomberg đã loại ra khỏi cuộc đua nhưng ừ. những cái dấu hiệu cho thấy rằng có thể nói hình ảnh và tiền bạc của ông Mike plumber chưa đủ khuất phục được những cử tri của đảng dân chủ. Dạ đúng. Cái điều mà chúng ta muốn nói đến là vấn đề liệu ông Joe Biden và ừ. ông Bernie Sanders sẽ đưa đến cho tất cả những cử tri mới trong những ngày tới đây những cái đường lối và những cái quan điểm lập luận gọi như thế nào để giành được cử tri. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua thế giới chuyển động và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát. Là... Chị đang cùng với thế giới chuyển động qua chương trình của đài truyền hình SET và hôm nay thì quý vị cùng với tôi đi vào những cái cuộc đùa mà có thể nói rằng là chúng ta hy vọng một sự đổi mới tại Hoa Kỳ. Bây giờ thì Hồng Tứ cho thấy rằng tất cả những ứng cử viên của đảng Dân chủ bây giờ còn lại là trong số 4 người chúng ta phải nói đến ông Mike Bloomberg và bà Elizabeth Warren. Thế số phận của hai người này như thế nào? Thưa quý vị, rõ ràng thì mặc dù trong danh sách hiện giờ là còn 5 người tổng cộng, tuy nhiên mà hai người mà chắc chắn là sẽ chiến đấu với nhau để mà giành được cuộc đua đi đầu với lại tổng thống Donald Trump thì chỉ còn lại có hai là ông Joe Biden cùng với lại ông Bernie Sanders. Nhưng mà về hai người còn lại, một người là người phụ nữ là bà Elizabeth Warren thì rõ ràng bà có lẽ là sẽ không có thể chiến thắng trong thời gian tới đây tại vì mặc dù ngay tại Massachusetts là quê hương của bà nhưng vẫn không thắng lại được ông Joe Biden khi mà ông Joe Biden đem về số cử tri đoàn là 30 trong khi đó bà chỉ có 11 mà thôi còn riêng về ông tỷ phú Mike Bloomberg, mặc dù trong thời gian qua đã chi rất nhiều tiền cho truyền thông, cho báo chí, cho những quảng cáo khắp các trang mạng xã hội, nhưng mà tổng số cử tri đoàn ông mang về đến hiện giờ chỉ có 9 người. Mà trong một bài phát biểu của ông tối hôm qua thì ông chưa có vẻ gì là có thể là bỏ cuộc đua này. Tuy nhiên, có một số người tin rằng với đầu óc kinh doanh, với đầu óc tính toán thì dựa theo con số, số liệu mà ông nhận được thì có lẽ là ông cũng sẽ không tiếp tục trên con đường tranh cử hồng tứ vừa rồi thì chúng tôi vừa mới nhận được tin đến từ new york kính thưa quý vị ứng cử viên mike Bloomberg đã rút ra khỏi cuộc đua wow. vào chức vụ tổng thống của đảng <laughs> dân chủ lẽ nhiên ông có tiền nhiều chi một tỷ cũng được mà yeah. đâu có ăn thua gì đâu 57 tỷ cơ mà ông tứ đâu cần có lo gì <laughs> tiền mất tiền của ông nhưng mà điều đó cho thấy rằng cuộc đua rất hào hứng đến bây giờ thì chúng ta yeah. chỉ còn lại vọn vẹn có bốn người <laughs> nhưng mà chắc lại như hồng tứ nói và có thể nói rằng là mọi người đều nhìn vào hai cử tri thế thì tất cả những cái à, xin lỗi hai ứng cử viên thế thì bây giờ cuộc bầu cử tới đây ở tại hai tiểu bang florida và tiểu bang illinois thì nó có mang cái tính cách như thế nào Thưa quý vị, cuộc bầu cử sắp tới vào ngày 17 tháng 3 chúng ta sẽ đánh dấu bốn tiểu bang trong đó bao gồm có Arizona số cử tri đoàn là 67, Florida là 219, Illinois là 155 và Ohio là 136. Thì mình sẽ nói về hai tiểu bang có số cử tri đoàn cao nhất hiện tại đó chính là Florida 219 và Illinois 155. Thì Illinois đối với lại ông Joe Biden thì ông đã có kinh nghiệm làm phó tổng thống cùng thời với lại tổng thống Barack Obama nhưng mà về phía những cử tri người Mỹ gốc Phi ngay tại Illinois thì không biết thầy họ sẽ có ủng hộ về phía ông Bernie Sanders nhiều hơn hay không. Còn về phía Florida thì người nào sẽ chiếm lợi thế anh đoàn trọng? Cảm ơn đồng tứ. Đã khi đã đưa ra tất cả những chi tiết cụ thể về tiểu bang Illinois, ừ. đặc biệt là thành phố Chicago. Dạ. Lại nhiên hồng tứ đã đưa ra hai cái dự kiện chính trị rất là chính đáng. Đó là một trong những cái quá khứ chính trị của ông Joe Biden cùng với ông của tổng thống Barack Obama ừ. thì khó có thể được tất cả những cử tri thuần túy của đảng Dân chủ sĩ nguyên về phía ông Joe. Biden. Tuy nhiên bên cạnh đó rất nhiều thành phần cấp tiến và thành phần da đen thì có thể họ sẽ chọn một cái đường hướng mới và có điều đó chứng tỏ rằng Joe Biden, Joe Biden cũng khó có thể chiến thắng dễ dàng trước Bernie Sanders ở tại yeah. Illinois, Chicago. Tuy nhiên khi tiểu bang trả lời câu hỏi của ông tứ về tại tiểu bang Florida chắc ông tứ đã biết Florida là một trong tiểu tiểu bang có rất nhiều người gốc Spanish đến tuy nhiên những người gốc Spanish đến từ tiểu bang florida phần lớn đến những quốc gia nam mỹ và những người nam mỹ thì có một cái tư tưởng và gọi là cái quan điểm chính trị của họ rất là tích cực hơn là tiêu cực yeah. bởi thế thì có thể nói theo những cái nhìn tổng quát thì ông joe biden có thể là một người cũng có thể không thua kém gì ông bernie sanders <laughs> nhưng mà chắc lại phần thắng có thể nghiêng về phía ông bernie sanders nhiều hơn ở wow. tại tiểu bang florida nhưng có một cái tiểu bang mà rất là quan trọng mà hồng Tứ à, vừa mới nêu ra đó là ohio <laughs> tất cả những người nào mà muốn chiến thắng gọi là chức vụ tổng thống thì đều phải thắng ở hai ô kể cả dân chủ lẫn cộng hòa bởi yeah. thế cái khuyên hướng của những người Ohio dân chủ thì rất ít nhưng mà họ cho rằng là họ cần có một người ứng cử viên trung hòa hơn ừ. là những cái thành phần cấp tiến và có thể nói dựa vào những cái dự kiện để làm cho người ta tạo nên một cái làn sóng xã hội mới thì điều đó có nghĩa rằng theo cái sự nhận định của tôi thì ông Joe Biden có thể sẽ là người giành chiến thắng ở tại Ohio bởi thế nếu mà chiến thắng Ohio xong rồi thì điều đó cho thấy dấu hiệu của một người có thể đại diện cho Đảng, đảng Dân chủ vào tháng 7 tới đây tại hội đảng dân chủ tại tiểu bang Winco sẽ sẽlé dạng và dạ. điều này cũng là hy vọng và tất cả những gì mà thành viên của Đảng dân chủ mong đợi à, nhưng bây giờ thì Hồng Tứ cho phép chúng tôi trở lại tất cả những gì mà đồng hương và tất cả những người Việt của chúng ta muốn nghe muốn ừ. biết về cái cuộc tranh hai cái cuộc tranh đua mà trong đó có người Việt chúng ta dạ, việc trước tiên là Hồng Tứ có theo dõi cái cuộc đua dân biểu của địa hạt 72 dân biểu tiểu bang của địa hạt 72 không Chắc chắn là có thưa quý vị thì với cuộc đua của dân biểu tiểu bang địa hạt 72 thì ngày hôm qua tổng con số đã có Thứ nhất là bà Janet Nguyễn với 45,21% đang dẫn đầu với tổng số phiếu là 25.672. Người tiếp theo là ông Tyler Diệp với tổng số phiếu là 26,38%. 19.232 phiếu đã bầu cho ông Tyler Diệp. Và bà Thu Hà thì chiếm được 23,61%. Tổng số phiếu cho bà là 17.212. Và cuối cùng là Bijan Mosani thì chiếm được 14,8% với tổng số phiếu là 10.793. Kính quý vị, qua những con số này, việc trước tiên Hồng Thứ thấy đây là cái con số được chấm dứt vào lúc 12 giờ đêm hôm qua. Và ngày hôm nay sẽ có những con số khác. Và đây là tổng kết cỡ khoảng độ 40, còn có thể cỡ khoảng tới còn lại 40% phiếu chưa ừ. có kiểm. Nhìn vào những con số thì ta thấy là những cái thành viên của đảng Cộng Hòa đã được kiểm nhiều hơn. Vì con số cho thấy của bà Jen Nguyễn và ông Tyler Diệp đã lên tới gần tới 45.000 phiếu. Dạ. Trong lúc đó thì những thành viên của đảng Dân Chủ chỉ có khoảng gần, khoảng độ gần tới 27-28 ngàn phiếu mà ừ. thôi. Thế thì còn lại những cái phiếu đó nó nằm ở trong những cái địa hạt như là tại Santa Ana. Mà giờ chót thì Santa Ana là một trong những cái địa hạt mà có thể nói phía Dân Chủ chiếm lấy thắng lợi rất nhiều. Dạ. Bởi thế, việc trước tiên trong cái, cái, cuộc tranh đua này thì có hai, hai người đứng đầu sẽ vào cuộc tranh đua vào tháng 11 tới đây hai người đó là ai. Việc trước tiên thì chúng ta không thể nào nhắm mắt lại và không nói rằng bà Rachel Nguyễn sẽ là người đi vào vòng trong. Cho dù ai có những cái hiểu biết kém cỏi về vấn đề chính trị tại quận Cam đi nữa cũng phải nhìn nhận rằng khó có thể để cho bà Rachel Nguyễn lọt vào đứng hàng thứ ba. Yeah. và như vậy cái chức vụ mà ông Tyler là Diệp hiện nay đang có thể nói là lo rất dài và lo rất có thể nó hồi hộp trước uh -huh. cái sự trang trên đà tiến lên của bà Thu Hà. Yeah. Bà Thu Hà bây giờ thì chỉ còn thua ông Tyler là Diệp tới chỉ có 2.000 phiếu, mà trong lúc đó thì tất cả các địa hạt của những tiểu ba, những cái địa hạt, những cái hợp sùng phiếu của đảng dân chủ đang chờ đợi có thể nói nếu bà Thu Hà không chia phiếu với ông một xẻng yeah thì tuy nhiên có thể nói chiến thắng nằm ở trong tầm tay bà Thu Hà. À, nếu, nếu mà nhìn kỹ qua thì thấy con số 17.000 cho bà Thu Hà và 14 uh, 10.000 cho bà cho ông Mussolini. Thì nếu như ông Mussolini không có trong cuộc đua này thì chắc chắn bà Thu Hà sẽ dẫn lên hàng đầu. Dạ. vì tất cả những người này là đều thành viên của những người bầu này là những người của đảng dân chủ dạ, à, thấy ừ. nhưng bây giờ thì chúng ta vào giờ chót tất cả những cuộc đua trước thì giờ chót phiếu của những người ở tiểu ở gọi là ở địa hạt Santa này rất là nguy hiểm và có thể nói đến bây giờ thì chúng ta chưa chắc nói rằng ai có thể rằng là ngoài bà ra đến biển ra thì ông Thay Lợi Diệp và bà Thu Hà có thể nói chỉ có chờ uống thuốc đau tim thôi dạ. à, chỉ có chờ con số rất đợt. là sát sao yeah, hai người phải. đều nghĩa là hy vọng để ừ. có về qua đến một cái cái chức vụ mà cũng quan trọng mà người Việt chúng ta cũng quan tâm đến rất nhiều đó là chức vụ giám sát viên thì Hồng Tứ theo dõi thấy như thế nào? Thưa quý vị, đối với lại chức vụ giám sát viên của địa hạt 1 thì hiện giờ ông Andrew Đỗ đang dẫn đầu với 44,6% tổng số phiếu là 26.682. Sergio Contreras thì chiếm được 20,57% với tổng số phiếu là 12.303. Miguel Apolito thì ông Apolito hiện giờ đang có 19,93% với tổng số phiếu là 11.921. Và cuối tuần cuối cùng đó là Kim Bernes Nguyễn thì là 14,9% với tổng số phiếu là 8.913 phiếu. Có một điều mà chúng ta thém kém may mắn cho ông Andrew Đỗ là khi cái thùng phiếu mới mở ra thì chúng ta thấy con số nó vượt lên quá khỏi 50.1 nghĩa là ngoài 50%. Cái yeah. niềm hy vọng đối với tất cả những người tri người Việt cho rằng ông ông Andrew Đỗ sẽ tái đắc cử và có thể nói khỏi cần phải vào vòng trong khỏi yeah. tốn tiền nhiều. Nhưng đến lúc bắt đầu mở từng cả những thùng phiếu khác thì cho thấy rằng con số của những người của đảng Dân Chủ họ đã đi theo kịp và ông uh, Andrew Đỗ bây giờ chỉ còn lại chấm 44.6% thì khó có có thể đi vào được vòng trong mà không cần được khó để được đắc cử mà khỏi đi vào vòng trong. Dạ. Thế bây giờ chúng ta nói đến cuộc đua tới đây thì chúng ta nhìn thấy con số của ông Polido và ông Contreras đã lên tới con số là con số đó là lên tới tất cả là 11.000. 23.000 cũng dạ. chưa bằng con số của ông Andrew Doe Dạ đúng. À, mà nếu như đảng Dân Chủ có đi vào vòng trong và hai người có chiếm được đi nữa, thì cuộc đua vào tháng 11 tới đây sẽ là một cuộc đua rất là gay cấn giữa đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa và tất cả những cái cuộc đua này thì đòi hỏi tiền rất nhiều thì chúng ta thấy đây là một cái cuộc đổ máu giữa hai ứng cử viên có thể một trong hai đó là ông Contreras và ông Pulido nhưng ông Pulido có một cái lợi thế ông Contreras vì thành phố Santa là ông là làm thị trưởng yeah. à, thành... chúng ta nói lợi thế thôi chứ chưa hẳn có những cái gì đáng rõ ràng nhưng mà có thể nói rằng là chúng ta nghĩ rằng sẽ có một cái cuộc đua vào tháng 11 tới đây Yeah. bên cạnh đó thì chúng tôi cũng gửi đến quý vị một cái tin vui đó là cộng đồng người Việt chúng ta cũng có một vị dân bịa một vị thượng nghị sĩ ứng cử ở tại tiểu bang Massachusetts ông Quỳnh ông đã đi vào được vòng trong và đánh bại đối thủ của ông và wow. wow. tất nhiên cũng là một cái tin rất hay bên cạnh đó thì cũng có một cái tin rất buồn à trong cái tiểu bang Texas gia đình ông Bush thống trị từ gần 40 năm nhưng mà cháu của ông kỳ vừa qua hôm vừa qua lại thất bại đây là thất bại đầu tiên trong những tất cả cuộc đua của những người có tên Bush dòng họ Bush và bởi thế Hồng Tứ nghĩ rằng mọi việc đều thay đổi mọi việc đều xoay vần và không có để những người nào duy trì mãi hoài ở trong cái gọi là thế giới chính trị ở tại Hoa Kỳ Hồng Tứ cảm ơn anh Đoàn Trọng thưa quý vị bây giờ chương trình sẽ tạm ngừng ít phút cho phần thông tin thương mại hy vọng quý vị sẽ giữ màn ảnh với thế giới chuyển động trong buổi sáng thứ tư ngày 4 tháng 3 hôm nay thì chắc chắn chúng ta không thể nào không nhắc đến những thông tin về dịch viêm phổi đang xảy ra trên khắp mọi nơi hiện tại thì số người tử vong đã tăng thêm 92 người so với ngày hôm qua nâng tổng số lên là 3.222 người. Riêng về số người nhiễm bệnh thì tăng thêm 2.046 người so với hôm qua, nâng tổng số lên 94.344 người. Nhưng thưa Hồng Tứ, điều mà khán giả chúng tôi qua thế giới chuyển động muốn biết một cách rõ ràng đó là tình hình hiện nay tại Hoa Kỳ như thế nào? Thưa quý vị, số người nhiễm được xác nhận tại Hoa Kỳ đã tăng lên đến là 120 người. Trong đó thì có 9 người đã tử vong ở ngay tại tiểu bang Washington. Ở Capitol Hill thì họ cũng cho biết rằng các nhà lập pháp dự kiến sẽ hoàn tất một thỏa thuận vào thứ Tư, tức là hôm nay về dự luật khẩn cấp trị giá là 7,5 tỷ Mỹ Kim để tài trợ cho công việc và vaccine cũng như là các biện pháp khác thưa quý vị trong lúc đó là những cái tin tức của ông tứ đưa ra nhưng bây giờ thì chúng ta nói đến đây là những cái khởi điểm đầu tiên yeah. của một cái căn bệnh mà có thể nói làm phiền lòng phiền đầu nhức đầu tất cả mọi người mm -hmm. ở trên thế giới này thì bây giờ theo lời của bà bác sĩ nancy missonier thì bà là một trong những người đại diện cho trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh có tên tắt là cdc thì bà nói là những gì đang diễn ra ở mỹ hiện nay có lẽ là khởi đầu cho những gì diễn diễn ra ở nước ngoài À, thế thì Hồng Tuyết theo dõi thì thấy rằng vấn đề mà lây nhiễm vấn đề chữa bệnh ở tại Hoa Kỳ này đi vào một cái mức độ như thế nào thưa quý vị hiện tại thì tổng thống donald trump đã nói với các phóng viên rằng chính quyền của ông có thể áp dụng lệnh cấm đi lại tới các vùng có tỷ lệ lây nhiễm bệnh cao nhưng nói với các quan chức chưa cân nhắc bất cứ phương án hạn chế đi lại nào trong nước và bên cạnh đó thì họ cũng nhắc về bộ xét nghiệm thì trước đây mọi xét nghiệm đều được cdc thực hiện và phải mất vài ngày mới có kết quả nhưng mà đại diện cơ quan thực phẩm và dược phẩm mỹ fda đã nói rằng họ đã có một bộ dụng cụ xét nghiệm và sẽ sẵn sàng để sử dụng vào cuối tuần này Thế thì vấn đề mà lây nhiễm về đối với tất cả những người hiện nay đang sinh sống tại Hoa Kỳ thì những người nào là có nguy cơ có thể dễ dàng gây nhiễm đó là những người già hay là những người trẻ hay là những người sức khỏe kém như thế nào thưa ông tử. Thưa quý vị thì với những con số nhận được cũng như là thống kê về số người bị nhiễm bệnh và tử vong thì hiện tại thì những người già và những người có sức khỏe kém có nguy cơ bệnh nặng cao gấp 2 lần so với những người trẻ hơn và khỏe mạnh hơn cảm ơn hồng tứ với tất cả những cái dự kiện và tin tức về những gì mà hiện nay chúng ta đang lo lắng nhưng có một sự kiện mà chúng ta có một cái tầm nhìn xa hơn đó là vấn đề tiền bạc yeah. thế thì ngân sách của hoa kỳ hiện nay đang dự trù có những cái đáng, điều gì đặc biệt để đối phó với cái vấn đề lây lan dịch viêm phổi bây giờ không về vấn đề ngân sách thì Hạ viện của Hoa Kỳ dự kiến sẽ tranh luận về một dự luận ngân sách khẩn cấp. Và Tổng thống Donald Trump cho biết chính quyền của ông đang làm việc với Quốc hội thông qua một khoản ngân sách dùng cho chi tiêu khẩn cấp lên đến là 8,5 tỷ Mỹ Kim. Trong đó thì chúng ta nói Cục Dự trữ Liên bang và Thị trường Chứng khoán thì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có tên tắt là FED đã quyết định cắt giảm lãi suất do lo ngại sự lây lan của virus uh, à dịch viêm phổi. Bởi thế đây là một trong những cái tác động tiêu cực bởi nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ngay sau khi quyết định cắt giảm giải suất thì được FED công bố thì thị trường chứng khoán Mỹ đã có phản ứng tích cực phải không? Dạ đúng như vậy thì chỉ số SP500 đã tăng thêm 38,33 điểm, tương đương với 1,24%. Trong khi đó thì chỉ số công nghiệp Dow Jones và chỉ số Nasdaq Composite lần lượt tăng là 1, và 1, 1,2% và 1,12%. Khi chúng ta nói đến kinh tế thì chúng ta phải nói tất cả các công ty lớn của Hoa Kỳ như tất cả những công ty như ừ. là Amazon, như là công ty nước phẩm Nestle của Thụy Sĩ cũng là yeah. một trong những cái công ty có thể nói đóng góp vào lớn vào sự sinh hoạt kinh tế của toàn thế giới mà ngày hôm nay. Thế thì Amazon Amazon đối diện với tất cả những sự kiện liên quan đến bệnh dịch viêm phổi ngày hôm nay thì Amazon đã có những biện pháp như thế nào Hiện tại, thì công ty Amazon có trụ sở tại Seattle đã thông báo với gần 800.000 nhân viên của họ rằng có thể là sẽ hoãn những chuyến đi không cần thiết ở ngay tông trong tại Hoa Kỳ hoặc là ở trên thế giới. Và công ty thực phẩm Nestle cũng đưa ra thông báo tương tự. Bên cạnh đó, thì những công ty khác như là Twitter và Google đã đưa ra thông báo làm việc tại nhà cho 8.000 nhân viên của họ tại trụ sở ở châu Âu, ở Dublin vào hôm qua. Tất cả các cuộc họp mặt kinh doanh lớn như triển lãm ô tô quốc tế ở Geneva và Đại hội Thế giới Di động ở tại Barcelona cũng đã hủy bỏ. Tất cả các Facebook họ sẽ xác nhận sẽ không có tham dự hội nghị South by Southwest ở Austin, Texas và dự kiến có thể nói cuộc họp này bắt đầu từ ngày 13 tháng 3 và kỳ tuyên tệ quốc tế một gồm bao gồm 189 quốc gia ngân hàng thế giới tuyên bố họ sẽ thay thế cuộc họp ở Washington dự kiến vào giữa tháng 4 thành một cái cuộc họp vào những ngày khác thế cái vấn đề du lịch và kinh doanh toàn cầu nó có những cái vấn đề quan trọng như thế nào? Theo Hiệp hội Du lịch Kinh doanh Toàn cầu, thì việc hủy bỏ và hạn chế đi lại sẽ là đã một đòn đánh mạnh vào nền kinh tế của thế giới chiếm khoảng 26% tổng chi tiêu du lịch, tương đương vào khoảng là 1,5 ngàn tỷ đô la mỗi năm. Và Hiệp hội ước tính là virus này đã gây thiệt hại cho ngành kinh doanh du lịch 47 tỷ đô la mỗi tháng. Và trong một cuộc thăm dò gần đây của 400 công ty thành viên, thì nhóm này cho biết 95% đã tạm dừng các chuyến công tác tới Trung Quốc 45% đã cắt các chuyến đi đến Nhật Bản và Hàn Quốc và 23% đã hủy các chuyến đi đến châu Âu. Như ngày hôm qua chúng ta đã nói rằng tất cả các chuyến bay đến từ Hàn Quốc, ở Hàn Quốc đến Hoa Kỳ bây giờ đã có một cái sự kiểm soát rất là yeah. gắt gao. Thế thì vấn đề Bộ An ninh gọi là Homeland Security họ có thể đóng cửa tất cả những văn phòng của họ ở tại Seattle cũng giống như tại Washington State hay là không thưa ông tư? Trong phiên điều trần trước Quốc hội hôm qua thì Bộ trưởng An ninh là ông Chad Wolf đã cho biết, nhân viên nghi nhiễm cảm thấy không khỏe sau khi tới thăm một người họ hàng tại trung tâm dưỡng lão Life Care ở thành phố Kirkland, nơi có 4 bệnh nhân đã tử vong vì dịch bệnh này và dù chưa có kết quả xét nghiệm nhân viên này, tuy nhiên thì văn phòng Bộ An ninh đã ngay tại bang tiểu bang Washington đã đóng cửa trong vòng 2 tuần tới thì đây là một thông tin mà ông Wolf cho hay trở lại với tổ chức y tế thế giới có tên là WHO thì chúng ta thấy rằng tất cả những cái virus của dịch viêm phổi bây giờ thì có tỷ lệ cao vợ tỷ lệ nghĩa là tử vong cao hơn ước tính trước đây không. Chắc chắn là có thưa quý vị, trước đây thì WHO tính về tỷ lệ tử vong do dịch bệnh này đem lại đó chính là 2%, nhưng tới thời điểm hiện tại khi mà các quốc gia ở châu Âu cũng như ở Trung Đông và châu Á và Hoa Kỳ thì hiện tại tỷ lệ tử vong đã nâng lên đến là 3,4% có một cái sự kiện mà chúng ta không thể nào không đề cập đến là vấn đề khẩu trang và tất cả các điều, uh, gọi là trang bị để bảo hộ yeah. thì cơ quan y tế thế giới có tên là như chúng ta đã nói là WHO họ đưa ra một cái thông báo cho biết rằng chúng ta không cần những cái thứ đó nhiều hơn là những người mà hiện nay đang đối đầu và lo cái công việc chữa trị cho chúng ta có phải không thưa ông tư đúng như vậy tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới đã yêu cầu mọi người trên thế giới ngưng tích trữ khẩu trang và các trang bị bảo hộ khác và họ nói rằng những thứ này cần thiết cho các nhân viên y tế đang chống lại dịch bệnh hơn là cho người dân. Một ngày sau khi tuyên bố thế giới đang đối mặt với những tình huống và việc lây lan virus ở ngay tại Hàn Quốc, Ý, Iran và Nhật Bản là mối đe dọa lớn nhất của thế giới, thì ông Terus là trưởng bang đã nói rằng tình trạng thiếu hụt khẩu trang khiến cho các bác sĩ, y tá và những nhân viên y tế của tuyến đầu không được trang bị đầy đủ để chăm sóc cho các bệnh nhân. Cảm ơn Hồng Tứ, nhưng bây giờ thì chúng ta phải đi qua một cái lĩnh vực khác là tất cả các quốc gia hiện nay đang là cái vùng gọi là dịch của dịch viêm phổi cái ổ của dịch viêm phổi thứ yeah. hai sau Trung Quốc thì chúng ta phải nói đến Hàn Quốc chúng ta phải nói đến Italia và chúng ta nói đến Iran và một vài quốc gia ở trong khối Trung đông thông Tứ có thể điểm qua tất cả những dự kiện liên quan đến những quốc gia này Thưa quý vị, Hàn Quốc, Ý, Iran thì số người nhiễm bệnh tăng rất nhanh và riêng về Ả Rập thì họ đã cấm công dân thực hiện những cuộc hành hương đến Mecca. Và số người chết vì dịch ở Italy hiện nay đã vượt qua cả Iran. Italy ghi nhận thêm 27 người chết trong một ngày và nâng số ca tử vong lên 79, cao hơn Iran và chỉ sau Trung Quốc. Và ông Angelo Borelli là giám đốc cơ quan bảo vệ dân sự Italy cho biết những ca tử vong mới ghi nhận nằm trong độ tuổi từ 55 đến 101 thì khẳng định lại một lần nữa thì căn bệnh này ảnh hưởng nhiều nhất là đến người lớn tuổi cũng như là những người có sức khỏe kém. Thế một trong những sự kiện mà có thể nói làm cho thế giới nhìn qua quốc gia Ireland và người ta lo ngại rằng tất cả những phạm nhân hiện nay đang ở trong những nhà tù bị thả được thả ra thì có thể nói ảnh hưởng đến đời sống của người dân rất nhiều. Đó là sự kiện hiện nay đang diễn ra ở tại Ireland gần 54 000 tù nhân đã có thể nói được thả để chống lại virus gây hoang mang này. Cái điều đấy nó sự kiện nó diễn ra như thế nào? Thưa quý vị thì chính phủ của Iran cho biết để giảm thiểu rủi ro lây nhiễm trong hệ thống nhà tù thì Bộ Tư pháp Iran đã tạm thời thả tự do cho hơn 54.000 tù nhân được coi không có triệu chứng nhiễm bệnh. Tuy nhiên trong công bố thì cơ quan này không đưa ra thông tin chi tiết về những tù nhân này có đã được xét nghiệm hay là có uh, thiếu thiết bị xét nghiệm hay không. Và thứ trưởng Bộ Y tế Iran Raisi cho biết số ca tử vong ở nước này là 92. Thưa quý vị, bây giờ chương trình của chúng ta sẽ tạm ngừng ít phút cho phần thông tin thương mại và sau đó chúng ta sẽ vào đến phần tư. Que... cùng quay trở lại với thế giới chuyển động trong buổi sáng ngày thứ tư và tiếp tục với những thông tin về dịch viêm phổi thì chúng ta cũng phải nhắc đến Hàn Quốc đây là cụm dịch lớn thứ hai đứng sau Trung Quốc thì hiện tại số ca nhiễm ở Hàn Quốc đã tăng lên 5.621 người tất cả những cái sự kiện mà chúng ta thấy ở tại Hàn Quốc đến bây giờ cho thấy rằng là chính phủ Hàn Quốc hiện nay họ đã có những cái khả năng để nào để ngăn chặn được cái gọi là dịch viêm phổi ở đây hay không và đặc biệt là tôi thấy tổng thống Hàn Quốc ông đã hủy bỏ ba chuyến Công dạ. du ra nước ngoài, thưa ông trước. thưa quý vị về phía tổng thống Hàn Quốc thì tổng thống Moon đã hủy kế hoạch đến các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Ai Cập và thổ nhĩ kỳ vào giữa tháng 3 tới đây trước những diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi và chính quyền tổng thống Moon Jae-in đã phải hứng chịu làn sóng vô cùng phẫn nộ từ công chúng cũng như loạt chỉ trích từ các đối thủ chính trị khi mà dịch bệnh diễn biến ngày một nặng hơn không có chiều hướng thuyền giảm và hơn một triệu người Hàn Quốc cũng đã ký vào bản kiến nghị trực tuyến yêu cầu bãi nhiệm tổng thống Moon Jae-in. Vào thời điểm tháng 6 tới đây thì tất cả những người trên hành tinh này đều quan tâm nhìn về Nhật Bản với một gọi là cái hội diễn thể thao lớn nhất toàn cầu Thế vận hội. Thế thì bây giờ đã có những cái tin tức chính thức cho thấy là Thế vận hội sẽ khai mạc đúng vào cái thời điểm đã dự định hay là sẽ có những cái vấn đề có thể nói ảnh hưởng bởi dịch viêm phổi và làm dời đi hoặc là đình hoãn lại cái tuổi một cái ngày hội của thế giới cho ngành thể thao hay không? Về phía Nhật Bản thì họ đã thông báo có thể dời Olympic Thế vận hội đến cuối năm nay. Theo hợp đồng Olympic năm 2020 thì Tokyo có thể hoãn Thế vận hội cho đến cuối năm. Tuy nhiên thì chính phủ Nhật Bản và thành phố Tokyo vẫn cam kết sẽ tổ chức Thế vận hội theo đúng thời gian dự định, bắt đầu là từ vào ngày 24 tháng 7. Bà Hashimoto cũng đã nói và ngân sách cho mới nhất cho Olympic năm 2020 đến hiện tại đang là 12,51 tỷ Mỹ kim. Và trong đó thì chính phủ Nhật Bản cũng cung cấp một phần để xây dựng sân vận động, cũng như là chi phí của Paralympics vào năm 2020. Bên cạnh đó thì những cái tin tức mà chúng ta nói đến cộng đồng người Việt của chúng ta ở khắp nơi trên thế giới thì tôi có nhận thấy có một cái sự kiện diễn ra ở tại Cộng hòa Liên bang Đức. <laughs> À, đó là vấn đề những người Việt đi đến ở tại Đức mà hình như bị ngay bị chặn lại bởi cảnh sát Đức phải không thưa ông Đức? Dạ thì mới đây thì ở ngay Đức thì họ đã phá đường dây người Việt nhập cảnh trái phép. 700 cảnh sát Đức đã khám xét 32 địa điểm tại 7 tiểu bang và bắt 6 trên 13 nghi phạm chính trong đường dây đưa người Việt vào nước này trái phép và khoảng 30 người khác đã đang bị tạm giữ để mà xác nhận thông tin đến bây giờ thì tất cả những sự kiện trên thế giới quý vị đã cùng với chúng tôi qua thế giới chuyển động bây giờ thì quý vị cho phép chúng tôi trở lại quần cam với người việt của chúng ta đang sinh sống có thể nói nhiều nhất ở khắp nơi trên hoa kỳ như Hồng Tứ đã thấy tất cả các cuộc bầu cử sơ bộ đã diễn ra vào ngày hôm qua yeah. và tất cả những cái cuộc bầu cử sơ bộ có những cái chức vụ liên quan đến người Việt chúng ta. Uh -huh. Nhưng bây giờ thì lại có một cái cuộc bầu cử có thể nó cũng không kém phần quan trọng và đây là một trong cuộc bầu cử nói lên cái thế đứng của người Việt chúng ta trong gọi là chính trường Hoa Kỳ, đặc biệt là tại thành phố Westminster. Hồng Tứ theo dõi có biết rằng là đến ngày mùng 7 tháng 4 này có một cuộc bầu cử không? Mùng 7 tháng 4, vậy là ngày hôm qua là bầu cử sơ bộ và cuộc bầu cử tiếp theo là 7 tháng 4 tới đây. Là cuộc bầu cử này là một cuộc bầu cử bãi nhiệm ba viên chức của thành phố Westminster. Dạ. Và mà ba viên chức đó là toàn người Việt Nam của chúng ta. Ừ. À, Việt Nam là ông thị trưởng Tạ Đức Trí, dạ. bà Kimberly Hồ, cũng giống như là à, ông nghị viên Nguyễn Mạnh Chí. Yeah. À, trước khi chúng tôi gửi đến tất cả những cái tin tức liên quan đến vấn đề bãi nhiệm vào ngày mùng 7 tháng 4 thì quý vị cho phép chúng tôi trình bày cái quan điểm và lập trường của chúng tôi qua những cái sự việc này. Việc trước tiên chắc quý vị đã biết tôi là một nhà báo, một ký giả và một phóng viên đã từng làm việc nhiều năm ở tại quận Cam. Đến bây giờ thì sau khi chúng tôi rời khỏi kênh truyền hình của Lido Sài Gòn TV qua chương trình Cà Phê Sáng thì chúng tôi có một cái chương trình mà được ban giám đốc của đại họ ủy nhiệm cho đó là Thế giới chuyển động với Hồng Tứ. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi dựa theo quan điểm là tôn trọng tất cả những ý kiến và những quan điểm chính trị từ các giới và chúng tôi chủ trương công bằng với tất cả mọi người trong thời gian qua chúng tôi trong chương trình Người Việt trong tuần chúng tôi cũng cố gắng dành thời giờ cho tất cả các ứng cử viên để bày tỏ cái quan điểm lập trường của họ qua những cái cuộc tranh cử. Mục đích của chúng tôi không phải làm cho những người ứng cử viên mà mục đích của chúng tôi là làm cho tất cả ứng tất cả các cử tri của các thính giả họ có đủ điều kiện để nhận định về những gì họ cần biết. Bởi thế một lần nữa chúng tôi xác định lại là, là, ngoài cái công việc làm ở tại xét chúng tôi cũng có tham dự vào tất cả những cái chương trình YouTube, tất cả những cái chương trình live stream nhưng tất cả cái công việc đó không phải là làm với đài truyền hình set bởi thế một lần nữa chúng tôi nói lên để quý vị nhận định rõ được cái vai trò của chúng tôi và đó là một trong những cái quan điểm mà đại ban giám đốc của đài họ đã ủy nhiệm cho chúng tôi làm với những gì trong chương trình thế giới chuyển động Trước lại cuộc gọi là tranh cử gọi là cuộc bài nhiệm nhưng phải tranh cử và những ứng yeah. cử viên tranh cử vào những chức vụ thị trưởng và uh -huh. nghị viên thì có, nó có hai phần tất cả yeah. ngày mùng 7 tháng 4 tới đây việc trước tiên là cái vấn đề bầu yes hay là bầu no uh -huh. là trong cái phiếu ballot kỳ tới nó sẽ có hai phần phần trước tiên là liệu quý vị có còn tín nhiệm à, không quý còn không tín nhiệm ông Tạ Đức Trí ở chức vụ thị trưởng hay không thì quý vị có hai phần yes hoặc no. Nếu quý vị bầu yes đương nhiên điều đó quý vị không tín nhiệm ông Tạ Đức Trí nữa. Yeah. Nếu quý vị bầu no thì đương nhiên quý vị tín nhiệm ông Tạ Đức Trí cũng giống như bà Kimberly Hồ cùng với là ông Nguyễn Mạnh Trí. Và nếu sau khi cái phần nhất được kiểm kiểm uh, kiểm soát thì mà nếu những cái câu cái cái người đáp yes nó gồm có 50 cộng 1 thì yeah. cái chức vụ ông Tạ Đức Trí tạm ngừng vào ngày sau đó là ngày 8 tháng 4. Yeah. Và nếu bầu bầu no nhiều hơn là 50 cộng 1 thì điều đó có nghĩa rằng ông Tạ Đức Trí cũng giống như bà Kimberly cũng giống như Nguyễn Mạnh Chí sẽ ở lại cái chức vụ đó cho đến hết nhiệm kỳ. Yeah. À, và nếu những chuyện gì xảy ra sau khi cái phiếu z nó chiếm tới 50.1 thì cái phần hai nó có danh sách những người họ nói rằng nếu quý vị chọn ai là người thị trưởng, uh -huh. đó là những ứng cử viên cho chức vụ thị trưởng, ứng cử viên cho chức vụ nghị viên và ứng cử viên cho chức vụ nghị viên để thay thế hai người kia. Và yeah. bởi thế cái cuộc bầu cử này rất sôi nổi. Bên cạnh đó thì cũng có những cái sự kiện chúng ta đã thấy được rằng là, là cái vấn đề mà à, gọi là kiếm được 20 cái trước khi mà chúng ta có cái cuộc gọi là à, bãi nhiệm này thì đòi hỏi phải có chữ ký của gần trên 20% những cử tri của thành phố Westminster đăng ký. Yeah. Thì con số đó là đòi hỏi phải 8.837 người và với một cái cuộc vận động qua cái cái tổ chức pac và ông hoàng kiều là một tỷ phú ông đã bỏ ra số tiền đầu tư vào cái chuyện này lên tới 1.1 triệu đô la ừ. bởi thế cũng có thể nói cái số tiền đó nó đưa đến một cái kết quả quan trọng à, cho cái việc bãi nhiệm này à, yeah. điều đó nó không ảnh hưởng gì đến tất cả những cái sự kiện chính trị mà tiểu bang cũng giống như, như liên bang cho phép À, vì tất cả mọi người đều được có quyền bỏ tiền vào cho những cái tổ chức gọi là pac gọi là political active commissioner dạ. à thì tất nhiên à, điều mà ông hoàng kiều bỏ tiền ra nó không có ảnh hưởng gì cái quyền quyết định vẫn là của người dân dạ. à, và quyền quyết định của những người ký chữ ký đó là những cử tri của thành phố westminster ừ. bởi thế một lần nữa chúng ta phải biết cái, và chúng ta phải tôn trọng những người ký những cái chữ ký đó và cái quan điểm và cái lập trường được bộc lộ ra vào ngày mùng 7 tháng 4 này nếu tất cả những người đi bầu bầu yes thì tự nhiên những người đó họ phản ảnh lại họ không bằng lòng với những gì mà những người đương nhiệm này đang duy trì và lãnh đạo cái thành phố này và nếu bầu no thì tự nhiên điều đó họ có nghĩa họ vẫn tin tưởng vào những cái người mà mà, mà gọi là hiện nay đang quản trị cái thành phố. Yeah. Bên cạnh đó thì có một vài nguồn tin cho rằng là cái cuộc vận động mà bãi nhiệm này có tính cách bất hợp pháp thì chúng tôi đã liên lạc với Ủy ban Tổ chức Bầu cử Quận Cam thì họ cho rằng cái cuộc vận động này hoàn toàn hợp pháp và chúng tôi đã mở ra một cái cuộc điều tra và cái cuộc điều tra đã đã chấm dứt và cho thấy không có sự sai trái về vấn đề bại nhiệm của thành phố Westminster. Bởi thế tất cả cử tri, tất cả những người dân thành phố Westminster, nếu với quý vị quan tâm đến đời sống của quý vị, quan tâm đến quyền lợi của quý vị, quan tâm đến những người sẽ đại diện cho quý vị ở trong hội đồng điều hành của thành phố, thì quý vị nên tham dự ngày bỏ phiếu mùng 7 tháng 4 tại đây. Dạ. đó là một vài cái điều mà chúng ta qua cái chương trình này chúng ta cũng cần để cho tất cả các cử tri của thành phố Westminster biết được như vậy cảm ơn anh đoàn trọng thưa quý vị đến đây thì thế giới chuyển động cũng đã hết thời gian hồng tứ và đoàn trọng xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi trong buổi sáng hôm nay chúc cho quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui thật nhiều sức khỏe và chắc chắn là hẹn gặp lại quý vị vào chương trình của ngày mai thứ năm cũng từ khung giờ 7 giờ đến 8 giờ sáng